Xin chào các bác nhá, hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác cách phân biệt chim chào mào chống mái các bác nhá. Thì chim chào mào chống mái thì đầu tiên để chúng ta phân biệt chống mái đó là nhìn vào cái mí mắt của chim các bác nhá. Thường thì cái con chim trống thì là mí mắt trên của nó thì là thường là một đường ngang hoặc là lõm vào để nó tạo ra một cái con mắt là nó méo các bác ạ. Đấy các bác thấy không? Đây thì em sẽ chèn vào một cái ảnh nhìn nó rõ hơn các bác nhé. Còn những con nào mà mí mắt trên tròn như là mí mắt dưới thì là tròn như mắt bồ câu thì là chim mái các bác nhé. Điểm phân biệt tiếp theo, nếu mà các bác nhìn mắt mà không biết được thì nhìn cái phần lông tơ ở phía sau gáy của chim đấy. Đấy các bác thấy không? Con chim trống thì là lông tơ này là rất nhiều các bác nhá. Lông tơ ở phía sau gáy ấy, đấy. Đấy các bác thấy không? Như con chim của em là chim trống thì là lông tơ ở phía sau gáy thì là rất nhiều. Chim trống thì thường đầu to, mặt hung dữ, mào thì cao và mỏ dài, và đặc biệt là nếu mà chim má đỏ rồi thì là cái phần má đỏ của nó thì nhiều lông và dài hơn chim mái các bác ạ. Và còn chim mái thì là đầu nhỏ, mỏ ngắn, mặt thì nó nhìn ngu ngơ và cái mào nó thì thấp và thường cụp xuống. Lông má đỏ thì thường ít hơn là chim trống các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là nếu mà nuôi chim non, chim má trắng lên thì các bác đừng có hít sáo bác nhá. Hít sáo thì chim non nó sẽ học cái tiếng hít sáo của mình và nó không được hay các bác ạ. Và các bác đi chọn chim thì là các bác chọn những con nào mà cái phần cẳng chân của con chim thì nó phải cao các bác nhá. Và cái phần cẳng chân đấy thì phải càng đen càng tốt các bác. Đấy, phần cẳng chân này là phải dài nhé.